thiệu cho các bạn thì Perfect Tenses. Video số 1 là mình đã giới thiệu về Continuous Tenses. Video số 2 là Simple Tenses. Và đây là video số 3 là Perfect Tenses. Thì ngoài ba cái video mà mình hứa là mình sẽ upload lên vài cái video mà mình sẽ giới thiệu được hết 13 thì trong cái grammar của tiếng Anh á, thì đây là video thứ 3 là video chính, nhưng mà có một hai cái video phụ mà mình đã ra, tức là một cái video tên là Pretenses, là cái video mà trước khi giới thiệu về thì mình đã giới thiệu cho các bạn là vì sao mình phải học 13 cái thì này, nó rất là cần thiết và cần thiết như thế nào. Ngoài ra thì cũng có những cái thuật ngữ ở trong cái ngôn ngữ á, thì khi mà mình đề cập trong cái nội dung của những cái thì này thì mình cần biết những cái thuật ngữ đó, thì mình cũng đã giới thiệu qua những cái video mà pretenses và một video phụ nữa là video pre của cái simple tenses á. Những video đó các bạn nên coi, và các bạn cũng nên coi cái video về continuous tenses và cái simple tenses, tại vì mỗi video mình sẽ kèm thêm một chút xíu cái lý thuyết về cái ngôn ngữ cho các bạn, thì các bạn sẽ nắm những cái tenses này nó được chắc chắn hơn. Và khi mình giới thiệu với các bạn là mình giới thiệu cho các bạn sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh nó được chuẩn nhất, chứ nó không không phải là cái tiếng Anh mà mình có thể sử dụng du di được về cái grammar, thì mình không sử dụng tiếng Anh như vậy, mà mình muốn là chúng ta sẽ sử dụng cái tiếng Anh nó chuẩn cái grammar và chuẩn cái phát âm luôn, nên là có những cái video như thế này. Nếu các bạn coi những cái video phía trước thì những cái video này các bạn sẽ hiểu nó tốt hơn, tại vì mình không nhắc lại những cái gì mình đã nói. Vậy thì cũng theo trình tự mình cũng sẽ giới thiệu cái form chung của cái perfect tenses. Cái form chung của perfect tenses là nó sẽ là have cộng với past participle. Vì sao ở đây mình tô màu vàng, vì sao ở đây mình tô màu xanh, là mình đã nói ở những video trước rồi đó. Have là cái yếu tố mà mình sẽ chia theo thời gian nó sẽ thay đổi, để nó tạo nên những cái tenses khác nhau về thời gian. Ví dụ như ở cái continuous tenses là mình đã tạo ra ba thì, đúng không? Simple mình cũng tạo ra ba thì perfect tenses này cũng sẽ có ba thì. Vậy là hết cái video ngày hôm nay, các bạn sẽ nắm được đến 9 thì. Và mình khi mà mình học continuous tenses mình thấy nó rất hay và nó rất thông dụng. Khi mình học simple thì mình cũng thấy nó rất hay và rất thông dụng. Đến cái perfect tenses này mình cũng thấy nó quá hay và nó cũng quá thông dụng. Nên là ba cái video này là các bạn nên coi cho kỹ và coi phần luyện tập nhiều. Sắp tới sẽ có một cái video nữa là ba cái thì tiếp theo, và như vậy là được 12 thì. Các bạn chỉ cần coi khoảng 5 video là các bạn nắm được 12 thì rồi. Rồi sẽ có một video nữa mà mình sẽ so sánh giữa các thì với nhau, thì các bạn nắm rất vững về các cái thì ở trong tiếng Anh, và tối thiểu về grammar ở trong grammar ở trong tiếng Anh, là các bạn nắm được cái thì là các bạn thành lập được cái câu nó đúng đến 60% rồi. Còn 40% còn lại á, là những cái yếu tố về grammar khác, nhưng mà câu nào cũng có verb, và trong tiếng Anh nó không sử dụng cái base verb mà nó sử dụng cái verb được chia tương ứng với cái thì, và mình chọn được cái thì để mình dùng, đó là mình chính xác được hết 60% về grammar rồi. Nên các bạn cố gắng học thì ha. Khi mình soạn bài thì mình cũng cảm thấy là quá là gian khổ, nhưng mà cứ lúc mình soạn xong rồi á, mà mình đưa cho các bạn rồi á, thì các bạn sẽ học dễ dàng hơn, sẽ thấy mọi thứ nó dễ dàng hơn so với việc là mình phải soạn ra, và mình nghĩ là mình nói cái gì với các bạn thì nó sẽ lâu hơn là các bạn chỉ học nó thôi. Nên các bạn chỉ học thì các bạn cố gắng học ha. Perfect tenses là have cộng với past participle, thì qua cái form của nó thì past perfect, để thành lập được cái form của past perfect thì mình chỉ cần chia cái động từ have này, mình chia về cái thì của simple past á, thì nó là từ had, và cái present thì have nó sẽ là have has cộng past participle. Past participle là yếu tố cố định đặc trưng của cái thì, nên nó luôn luôn có ở phía sau ha. Động từ chính luôn là past participle, mà cái từ have lúc này nó đóng vai trò là auxiliary verb á, thì nó sẽ là cái yếu tố tăng thêm và nó chia ra thành nhiều cái thì, nên là past perfect sẽ là had cộng past participle, present perfect sẽ là have hoặc là has cộng với past participle, và
future sẽ là will have cộng past participle. Và những cái từ như là had the, cái bạn cần phải phát âm tốt. Phát âm tốt không hẳn là phát âm phải perfect quá đâu, mà chỉ cần á là nó có cái âm đó là được. Ví dụ had the, các bạn chỉ cần nhớ là had the thì các bạn nói had, had. Have là have were thì các bạn sẽ nói là have, have. Có thể các bạn phát âm chữ v chưa đúng, nhưng mà have các bạn phải có v. Và chữ has này á, cái chữ s này phát âm là chữ has the, nó thành chữ z nên sẽ là has. Như vậy had, have và has, nếu mà mình chú ý phát âm một chút xíu thì nó sẽ là ba từ khác nhau. Còn hồi nhỏ là ba cái từ này thì thầy cô không chú trọng cho chúng ta về phát âm nó khác nhau, nên dẫn đến nhiều lúc Hà cũng đặt cái câu hỏi, Hà cái tính Hà rất là rõ ràng và minh bạch, và muốn cái gì nó cũng phải rạch ròi, nó không có được gọi là lúng túng lẫn nhau á. Nên nhưng mà các thầy cô cũng chỉ đọc cho Hà nghe chứ cũng không có phân tích cho Hà lắm, nên là Hà cũng ôm cái nỗi hận đó. Nên bây giờ Hà học phát âm á, Hà học rất là sâu. Để cho các bạn phân biệt được và nói được tiếng Anh tốt thì phát âm nè, rồi đến grammar nè, và đến từ vựng là xong tiếng Anh. Vấn đề là mình trau dồi bao nhiêu thôi. Và mình không nên là học cái gì đó mà nó không có học toàn bộ đó. Mình nên học toàn bộ của một cái nội dung luôn. Ví dụ như là về pronunciation á, thì Hà cũng học toàn bộ tất cả các âm. Về grammar thì dự tính là Hà cũng sẽ học toàn bộ tất cả những cái điểm ngữ pháp. Về từ vựng Hà cũng tính là Hà ôm cả cái cuốn từ điển Hà sẽ học luôn. Cái đó là những người học ngôn ngữ người ta đều học như vậy đó mọi người. Xuống đến cái usage á, thì cái thì present perfect á, mình sẽ nói ba cái đặc trưng sử dụng của thì present perfect, mà mình không nói cái kiểu là lý thuyết, nên các bạn cố gắng lắng nghe và hiểu nó theo cái kiểu là mình hiểu nha, chứ không phải là theo cái câu chữ như vậy và mình học thuộc như vậy á. Hồi nhỏ mình học như vậy đương nhiên đó là sự sai lầm, nên bây giờ mình không muốn các bạn sẽ tiếp tục sai lầm như vậy nữa, nên mình sẽ nói cái usage của nó theo như cái thực tế sử dụng ha. Thì cái thì mà perfect mình đang nói present trước nè. Cái thì perfect cái đặc trưng sử dụng của nó là nó sẽ ghi nhận một cái hành trình mình làm cái gì đó, một cái quá trình mình làm cái gì đó, mà cái đó giống như là cái việc mà mình cảm thấy là cái thành quả của mình đó. Và mình đó là thành quả. Ví dụ như mình nói là mình đã học tiếng Anh được 2 năm rồi, thì cái việc đó nó theo lý thuyết á, thì nó sẽ nói là một việc xảy ra từ trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai. Cái đó là lý thuyết, người đọc không có cảm nhận được. Nhưng nếu các bạn cảm nhận thì các bạn sẽ cảm nhận là một cái quá trình mình làm cái gì đó mà cho đến hiện tại mình đang làm và mình không có dự tính bỏ nghề chẳng hạn vậy. Ví dụ như là mình đã làm kế toán được mấy năm, rồi mình đã làm cho công ty này được mấy năm, hiện tại mình đang làm cho công ty đó, thì mình nói à mình làm cho công ty này được 3 năm rồi, thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành, ghi nhận một quá trình mình đã làm cái việc gì đó mà hiện tại mình vẫn đang làm. Đó là cái đặc trưng thứ nhất. Đặc trưng thứ hai là một cái việc mình vừa làm xong, mình vừa ra mình nói với ai, à mình vừa làm xong cái gì đó. Các bạn sẽ thấy cái sự giống nhau, cái sự giống nhau giữa cái simple past và cái present perfect ở cái chỗ này là mình làm xong cái việc gì đó rồi thì nó là simple past đúng không? Và một cái nữa, bây giờ mình nói mình vừa làm xong cái gì mình cũng nói là present perfect. Cái việc gì đó đã làm xong và kết thúc ở quá khứ thì cũng thì sử dụng ở cái past simple, mà cái việc gì đó mình vừa làm xong thì nó cũng là past simple vậy. Vậy tại sao phải dùng cái present perfect thay vì past simple? Thì cái present perfect nó khác cái là mình muốn khoe cái việc mình vừa mới làm xong thì mình sẽ khoe nó, thì mình sẽ dùng là present perfect. Còn cái chuyện mà mình nói cái chuyện gì đó nó không có liên quan gì đến cái thành quả của mình đó, thì mình sẽ sử dụng cái thì mình sẽ sử dụng cái present perfect, tại vì nó hiển thị cái ghi chú làm cho mình mất tập trung. Rồi. Tiếp theo nữa, một cái sử dụng nữa của thì present perfect, từ từ để mình lấy sự tập trung lại nha, mình lấy sự tập trung lại.
À, là một cái hành động mà mình đã làm cả một đêm hoặc cả một ngày hoặc cả mấy tiếng mà nó ảnh hưởng đến cái hiện tại để mình than thở. Ví dụ như là mình nói là nếu mà lý thuyết đó nha thì nó sẽ nói ra là một cái hành động đã xảy ra mà nó ảnh hưởng đến cái hiện tại. Đó là lý thuyết. Nhưng mà các bạn cảm nhận trong thực tế như thế này là cái hành động mà bạn làm cả đêm qua mà bây giờ gây cho bạn mệt mỏi, bây giờ mình muốn than phiền, là cái hành động đó nó làm cho mình như thế nào, hoặc là nó mang đến cái kết quả happy cũng được nữa. Nhưng mà mình muốn nhấn mạnh cái việc là mình đã làm cái gì đó hồi tối hôm qua, hồi bây giờ mà giờ mình như thế này nè. Thì trong câu đó nó sẽ có hai mệnh đề, một mệnh đề là nó sẽ nói là giờ mình đang như thế nào, rồi còn một mệnh đề nữa, cái lý do như thế đó là do, ví dụ như mình nói giờ mình mệt, hôm nay tôi ngủ dậy không nổi luôn á, tại vì cả đêm qua mà mình học bài chẳng hạn vậy, hoặc là mình nói là hôm nay mình dậy không nổi luôn á, cả hôm qua mình đi chơi đêm chẳng hạn vậy, thì mình cái hành động mà cả cái lúc đó mình làm cái gì dẫn đến bây giờ mình như thế nào, thì cái đó cái hành động mà cái nguyên nhân á thì sẽ chia ở cái present perfect, đó là thì hiện tại hoàn thành, ba cách dùng đặc trưng. Bây giờ nói đến thì past perfect á, nếu mà mình nói lý thuyết ha, lý thuyết nó nói rằng là một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. À, trước một hành động hoặc là một cái thời điểm trong quá khứ. À, nghe nó lý thuyết vậy các bạn không hiểu, nhưng mà các bạn hình dung sang hiện tại nè, các bạn hình dung sang thực tế nè, thì sẽ có cái lúc á mà mình muốn nhấn mạnh một cái hành động nào đó. À, trong cái câu mà nó câu đơn thì nó sẽ không có cái past perfect. Cái past perfect nó sẽ xảy ra trong một cái câu mà có hai hành động, hoặc trong một cái câu mà nó có một cái mệnh đề chỉ về thời gian là quá khứ, mà một hành động xảy ra trước. Mình muốn nhấn mạnh cái hành động xảy ra trước. Ví dụ như mình nói là yes, các bạn yên tâm là các bạn nghe cho mình nói lý thuyết cho vui thôi. Một chút xíu vô cái thực tập các bạn sẽ thấy cái việc đó nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như nói yesterday I have finished the test before the time ran out. Yesterday một cái là mình biết là cái thì tất cả các thì mình sẽ đặt trong quá khứ rồi đó. Nhưng mà I have finished nha mọi người, I have finished the test before, các bạn thấy before the time ran out, một cái câu mà mình muốn nói hai mệnh đề trong quá khứ, thì một cái hành động xảy ra trước và một hành động xảy ra sau, nhưng các bạn chú tâm vào cái hành động xảy ra trước, các bạn muốn nhấn mạnh cái hành động xảy ra trước. Ví dụ như hôm qua trước cái lúc mà hết giờ đó thì mình đã làm xong cái bài test rồi. Hôm qua trước lúc hết giờ kiểm tra đó thì mình đã làm xong bài test rồi. Cái câu này mình dùng rất nhiều nha, nhưng mà nếu mà mình không có liên tưởng đến cái lúc mà mình dùng á thì mình học nó sẽ vô nghĩa. Nhưng mà nó hôm qua nó trước lúc hết giờ là tao đã hoàn thành xong bài rồi, hoặc là nó hôm qua cái lúc trước lúc hết giờ tao chưa có làm xong bài. Cái câu đó mình nói rất nhiều đúng không, nhưng mà mình sẽ không chú ý đến nó để mà mình chia thì. Nên vì sao là người ta lại chia thì và người ta hướng dẫn cụ thể như vậy, nhưng mà mình không có dùng nó đó. Như vậy thì mình muốn nhấn mạnh cái việc là mình đã làm xong bài rồi hay là mình chưa làm xong bài trước cái lúc mà hết giờ. Chứ còn cái mệnh đề mà trước cái lúc hết giờ thực ra nó là một mệnh đề phụ. Nếu mà các bạn phân tích như mình thì các bạn giải được tất cả các bài tập rất là dễ ha. Như vậy before the time ran out nó chỉ là một cái mệnh đề phụ, trong quá khứ thì chúng ta chia quá khứ đơn, còn mình cái hành động mình muốn nhấn mạnh là cái việc đó nó mình đã làm xong bài hay chưa thì lại chia ở thì past perfect. Đó là cái cách dùng đặc trưng của thì past perfect và hình như chỉ dùng cho cái trường hợp đó thôi. Còn thì future perfect á, nó sẽ nói đến cái này cũng rất là phổ biến nha. Những cái thì này nó dùng rất là phổ biến nhưng mà mình chưa nghĩ sâu về nó thôi. Tương lai hoàn thành, future perfect sẽ dùng để nói về một cái kế hoạch của mình, một cái định hướng của mình trong tương lai. Ví dụ như mình nói là sang năm thì mình đã học tiếng Anh được 3 năm, hoặc là sang năm mình sẽ tốt nghiệp, sang năm mình sẽ làm được 10 cái gì đó, sang năm mình sẽ làm được hai cái gì đó. Ví dụ by the end of this year, cuối năm này they will have marriage for 2 years, nó thể hiện cái thành quả của mình ha. Trước cuối năm nay
cuối năm nay mình hay nói như vậy đó đúng không? Sang năm tới, cuối năm nay là mình sẽ làm được cái việc gì đó, thì là will have cộng với past participle. Đó là by the end of this year they will have married for 2 years. Cuối năm nay nữa là mình cưới nhau được 2 năm rồi. Hoặc là mình đừng nói cuối năm cho xa xôi, mình cũng có thể nói là cuối tuần này là mình sẽ làm xong cái việc gì đó. Đó là lý do mình đặt một cái câu hỏi nhỏ ở trên Facebook của mình, nhưng mà các bạn sẽ không có giải được đó là thì future perfect, nhưng nó lại là một, vì mọi người ít biết đến nó nên mọi người ít sử dụng. Mình nói là một cái thời điểm ở trong tương lai mình sẽ làm được cái việc gì đó thì mình dùng cái từ future perfect. Ok, đi qua cái illustration để cho các bạn hiểu rõ hơn ha. Rồi cái illustration mình sẽ luyện tập nhiều cái cấu trúc của nó để cho mình quen về cách sử dụng và mình quen về cái form của nó ha. Ví dụ mình luôn luôn là mình tô màu để cho các bạn hình dung ha. I have taught English for 3 years. Một cái cách sử dụng đặc trưng của thì present perfect. For 3 years đã làm việc gì đó trong vòng bao lâu? Một cái thành quả, một cái quá trình. I have taught English for 3 years. Another, cái này has là quá khứ, là hiện tại của từ have nè ha, đi với chủ ngữ she nè. For 5 years là cái signal của nó ha. Work là cái past participle đặc trưng của nó. She has worked. Các bạn nhớ nè, cái work này nó được thêm ed và nó đằng sau chữ ka thì nó được đọc là chữ chờ. Thì các bạn đọc, các bạn cũng đọc work chờ cho mình nha, chứ đừng có đọc work không. Mà nó vì sao cái nguyên tắc grammar của nó là như vậy mà mình không đọc cho nó đúng ha. Như vậy mình vừa viết đúng mà mình vừa đọc đúng nữa. Mình đọc là she has worked ha, worked ha. She has worked in the hospital for 5 years. Continue. Đây có là have nè. Have đối với chủ ngữ gì? We thì have. Và live, live with, the cho mình nha mọi người. Live with the. Sau đó là since. Từ cái hồi năm 2004 đó là mình đã sống ở Hà Nội rồi, một cái quá trình ha. Hiện tại mình đang còn sống nên mình mới nói như vậy. We have lived in cái chỗ Hà Nội này, nó hay ở chỗ này nè. Mọi người thấy cái giọng đọc của mình nó khác đúng không? Nó cái giọng nói của mình ở bên tiếng Việt nó khác và mọi người kêu mình là nói tiếng Việt bình thường đi. Thì thực tế là mình quen rồi, mình trong cái giai đoạn này mình học tiếng Anh nhiều nên mình quen nói cái giọng này để mình nói tiếng Anh nó dễ. Ví dụ như mình nói tiếng Anh nó rất dễ nè, mình đọc tiếng Anh nó rất dễ. We have lived in Hanoi since 2004. Thì mình thấy mình nói tiếng Anh rất dễ, nhưng mà khi mình nói sang tiếng Việt hiện tại mình phải nói cái này á để mình nói tiếng Anh thôi. Còn khi mình nói tiếng Việt thì mình phải quên đi cái việc mình nói tiếng Anh, thì có thể là mình sẽ nói tiếng Việt bình thường được á. Nhưng mà hiện tại mình đang nói cái giọng này để mình chuyển sang tiếng Anh, mình nói nó dễ lắm. Còn các bạn sử dụng cái tiếng Việt của các bạn á, mà các bạn muốn nói tiếng Anh như mình á, các bạn nói khó lắm. Nên là ngày xưa mình chuyển sang mình nói cái accent này để nói tiếng Anh rất khó. Nên là các bạn cũng thông cảm cái giọng tiếng Việt của mình để mình nói tiếng Anh cho nó dễ. Ví dụ như cái từ Hà Nội này á, là ngày xưa mình có hỏi những cô ở trên trường đại học á, là những cái địa danh ở Việt Nam thì mình đọc như thế nào. Xong các cô cũng không giải thích được, các cô nói là có những từ là cái người nước ngoài nó có cái phiên âm rồi thì người ta nói như vậy, mình nói theo thôi. Sau này á, mình nghiệm ra là tất cả những cái địa danh của Việt Nam mình muốn nói như thế nào sang tiếng Anh á, mình chỉ cần sử dụng cái accent của mình hiện tại là mình có thể nói được tất cả các cái địa danh của tiếng Anh, tiếng Việt sang tiếng Anh à. Ví dụ như Hanoi, Hanoi hay là Nha Nha Trang hả? Nha Trang rồi hay là Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng, Đà Nẵng là mình nói một cách tự nhiên bằng cái tiếng Việt của mình, nó cũng đã ra được cái accent của tiếng Anh rồi. Tại vì là người ta quen với cái âm này thì người ta nói cái tiếng Việt thành như vậy đó mọi người. Hanoi, 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 Hanoi tiếng Anh được là Hanoi hay là Việt Nam, Việt Nam hay là Việt Nam kiểu vậy. They have, they have.
các bạn đọc chậm và đọc đúng phát âm để mình cảm tốt hơn về cái thì ha. They have painted the house since 7 a.m. this morning. Thì nguyên cái cụm là since 7 a.m. this morning là nó thể hiện một cái mốc thời gian để mình ghi nhận cái quá trình mình học painted là từ hồi 7 giờ sáng nay. I have painted the house since 7 a.m. this morning. Nó cũng kiểu như là mình đang paint thì người ta hỏi, thì thay vì mình nói là I am painting là hỏi mày đang làm gì thì I am painting thôi. Nhưng mình muốn nói đến cái quá trình mình làm cái painting này từ hồi sáng đến giờ thì mình sẽ nói là since 7 a.m. this morning. Mình nhấn mạnh cái quá trình thì mình sẽ nói là have painted ha. Have you ever, một trường hợp sử dụng phổ biến của thì present perfect nữa là have you ever, bạn đã từng. Ever này là một cái seasonal đó. Have you ever, bạn đã từng làm cái việc gì đó chưa? Hoặc là mình nói là mình chưa từng, hoặc là mình đã từng. Nó thể hiện một cái sự trải nghiệm của mình là đã từng hay chưa từng, là cũng sử dụng cái thì present simple. Reading a horse hả? Have you ever, các bạn thuộc cái cụm đó, have you ever. Hoặc là sau đó mình trả lời là mình đã từng làm việc gì đó mấy lần, thì đó là cái thì đặc trưng của present perfect luôn đó mọi người. Have nè, written nè, và cái seasonal của nó đó là bao nhiêu lần, three time, cái trải nghiệm của mình làm cái việc gì đó mấy lần. Have you ever cũng là have you ever, cũng là have you ever. Sung, bạn đọc ha, have you ever sung. Mình đọc tiếng Anh rất là dễ dàng, thuận miệng bằng cái accent này. Have you ever sung in public. Còn mấy bạn muốn chuyển sang đọc tiếng Anh như mình á, là các bạn phải luyện rất nhiều, luyện nhiều lắm. Và luyện đến khi mà các bạn có thể nói như mình thì các bạn sẽ nói tiếng Việt lớ lớ giống mình đó. I haven't. Đến lúc mà mình chưa làm cái gì đó thì mình sẽ nói là I haven't verb 3 ha. I haven't past participle. I haven't sung. I haven't sung. I haven't sung. Và có chữ yes. Đó là lý do tại sao mà trong khi các bạn làm bài tập á, thấy chữ yes thì các bạn phải chia thì hiện tại hoàn thành. Thì hôm nay các bạn nhớ cách dùng của nó là mình đã từng làm việc gì đó thì mình nói là I have written a host three times hay là mấy times đó ha. Còn nếu mà mình chưa từng thì mình nói là I haven't cộng với past participle, I haven't sung in public, xong mình thêm chữ z cuối cùng để mình cái cấu trúc để mình nói cái việc là mình chưa từng làm gì đó bao giờ thì mình nói như vậy á. Còn mình muốn hỏi người khác là đã từng làm cái việc gì đó chưa thì mình dùng cấu trúc have you ever cộng với past participle. Học qua học grammar đó mọi người, thực ra là học nói luôn đó, nên học grammar rất là hay. Mọi người chưa có biết cách học grammar đó, học grammar cực kỳ hay luôn. Nếu mà các bạn cảm nhận được thì các bạn sẽ thấy rất là hay. Trong một câu muốn sử dụng past perfect thì các bạn thấy nó sẽ có hai mệnh đề rồi đó. Và mình phân tích ha. Yesterday là mình thấy nó là một cái signal để mình chia thì rồi đó. Và mình thấy cái chữ before nè. Yesterday when I went home at before I hai câu khác nhau ha. Yesterday I went home at. Thì cái câu này nó kết thúc rồi thì mình sẽ chia thì nè. Mình chia thì để mình dùng cho đúng chứ không phải mình chia thì để mình chấm điểm với ai hết. Như vậy câu đầu tiên, yesterday I went home at 5 p.m. diễn tả một cái hành động trong quá khứ có thời gian rõ ràng, và nó chỉ nói khơi khơi kể chuyện vậy thôi, thì mình sẽ sử dụng cái past simple ha. Yesterday I went home at 5 p.m. Câu thứ hai nó sẽ có hai mệnh đề nè. Before, thấy before là mình biết là sẽ có cái sự phức tạp trong cái việc dùng thì ha, nhưng mà nó sẽ không phức tạp nếu mình biết cái vấn đề
Before I went home, I had worked nha. Before I went home, I had worked at the office. Vậy thì cái việc before I went home, I had worked at the office. Thì cái before I went home thực tế ra nó chỉ là cái gì mọi người biết không? Nó chỉ là một cái nó chỉ là một cái mệnh đề phụ thôi mọi người. Nó chỉ là một mệnh đề phụ thôi. Nó mô phỏng về cái thời gian thôi, nên nó sẽ chia ở quá khứ, vì cái câu chuyện này nó xảy ra ở quá khứ, quá khứ đơn. Rồi cái nó muốn nhấn mạnh là hôm qua thì có một ai đó nói hỏi mình là hôm hôm qua mày làm gì trước lúc mày về nhà, thì mình mới nói cái câu này. Mình nói before I went home I had worked at the office. Thì cái điều mình muốn nói là mình làm việc ở cái office trước khi mình về nhà. Như vậy cái mệnh đề này mới là cái mệnh đề chính. Và cái mệnh đề chính này mọi người chia ở thì past perfect để nhấn mạnh nó. Nhấn mạnh nó là vì nó xảy ra trước một thời điểm ở trong quá khứ. Mình nhấn mạnh nó, mình dùng had worked. Rồi, when I got home, the door was open. Trong câu này, nó cũng có hai mệnh đề. Có chữ when là mình biết là nó sẽ phức tạp về thì rồi đó ha. Nó sẽ có hai mệnh đề. When I got home là cái mệnh đề này, mọi người biết nó là mệnh đề phụ chưa? Mọi người nhận ra nó là mệnh đề phụ chưa? When I got home, nó chỉ là mệnh đề phụ. Mệnh đề chính ở đây là the door was open. Open. Vậy tại sao lúc này nó không phải là the door had the been open mà lại là was open? Vì á, the door open nó không phải là cái hành động, nó chỉ là một cái sự việc hiện tượng thôi. Nên mình chia ở simple. Simple là nó đơn giản á. Simple past. The door was open, nó không có hành động, không nhấn mạnh hành động gì hết á. Someone had broken into my house mới là cái hành động mình muốn nói. Hôm qua mình về nhà, cửa mình thấy nó mở và ai đó đã vào nhà mình để trộm rồi. Nên cái hành động chính ở đây là had broken into my house. Had nè, broken into nè. Broken into nó là một cái phrasal verb á mọi người, nó sẽ đi chung với nhau. Broken into, break into. À, ở phía dưới mình có viết nè. Break into có nghĩa là đi vào nhà bất hợp pháp. Đi vào nhà bất hợp pháp là dịch theo kiểu kiểu lý thuyết đó mọi người, nhưng mà ý là lẻn vào nhà mình á. Someone had broken into my house. Như vậy thì cái hành động này là một cái hành động mà trong cái câu có nhiều mệnh đề, nó xảy ra trước những cái mệnh đề khác ở trong quá khứ, thì dùng cái past perfect và mình để nhấn mạnh cái hành động, nhấn mạnh cái hành động xảy ra trước. Khi mà hồi trước mình học á thì mình cứ ngồi mình suy nghĩ rất nhiều, hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau. Đó là lý do bây giờ mình ngồi mình phân tích lại cho các bạn, hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau. Các bạn sẽ phân tích lại, các bạn sẽ coi hành động nào là hành động chính muốn nhấn mạnh thì nó là cái hành động xảy ra trước. Còn những cái hành động khác do nó xảy ra ở quá khứ nên là nó dùng ở quá khứ đơn ha. Mình đơn giản hóa cái cách dùng do là mình nghĩ đến cái thực tiễn, chứ mình đừng có chú trọng đến lý thuyết thì mình sẽ làm bài rất lâu. Nên mình đọc là when I got home, the door was open, someone had broken into my house, là mình biết là someone had broken into my house mới là cái hành động người ta muốn nhấn đến, nên mình dùng cái past perfect. Tiếp theo, the test started from 8 to 10 p.m. Chữ started này mình đang kể lại nên mình mới dùng ở quá khứ. Tại vì trong cái câu này nó không phải là trong lúc mình dùng, nên là mình cảm thấy là vì sao nó sử dụng quá khứ đúng không? Nhưng mà trong thực tế lúc mình kể lại cái chuyện quá khứ thì mình nghĩ đến ngay cái việc chia thì hết về quá khứ. The test started from 8 to 10 p.m. Câu này thực tế xảy ra khi mà một người nào đó đang kể chuyện lại. Before the time ran out, Daisy had finished the test. Lúc nãy mình phân tích ở cái ví dụ rồi đúng không? Việc chính mình muốn nói đến là cổ kết thúc cái bài kiểm tra trước
khi hết giờ nhưng mình đang kể trong quá khứ. Nên là before the time ran out này giống như là before the time ran out giống như là một cái mệnh đề phụ thôi, một cái signal thôi. Rồi Daisy had finished the test mới là cái mệnh đề chính, chia a past perfect tương tự. Câu hỏi: Had Timmy finished? Had Timmy finished? Had Timmy finished the test? Các bạn đọc giống mình á. Lúc mình phân tích đó, thì mình phân tích cho các bạn hiểu. Lúc mình đọc qua có một lần, nhưng các bạn bấm pause video lại và các bạn đọc nhiều lần cho quen ha. Had Timmy finished the cho mình ha. Had Timmy finished the test before the time ran out thì tương tự. Be hỏi về một cái việc ở trong quá khứ thì mình dùng quá khứ đơn before the time ran out, mình nghĩ nó như là một mệnh đề phụ thôi. Và had Timmy finished mới là mệnh đề chính, và nên cái mệnh đề chính này đưa về past perfect. No, he hadn't. Rồi bây giờ là future perfect. Future perfect thì mình chú trọng đến cái signal nè. By tomorrow, đến ngày mai mình sẽ làm được cái việc gì đó thì mình sử dụng future perfect ha. Will have là cái đặc trưng của cái simple perfect, cái future perfect, và cái finished là cái đặc trưng của thì hoàn thành. Rồi. By tomorrow, I will have finished my homework. Cái đó là mình đọc chậm cho các bạn bắt chước, nhưng nếu mà mình nói nhanh trong cuộc sống thì mình nói là by tomorrow I will finish my homework. Đó, mình nói cái kiểu than thở hoặc là cái kế hoạch là by tomorrow I will finish my homework. Thì mình nói kiểu nó tự nhiên hơn là cái lúc mà mình đọc bài cho các bạn ha. Nên các bạn nên đọc chậm để các bạn rõ cái âm thì các bạn mới nói được. Giống như vì sao các bạn nghe cái người 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 bản xứ người ta nói các bạn nghe không được, là tại vì người ta không có nói chậm mà người ta nói cái kiểu lười biếng đó, người ta nói cho nó khỏe cái miệng đó. Giống như mình bây giờ mình đang nói chuyện với các bạn là mình đang cố gắng nói rõ âm cho các bạn nghe bằng tiếng Việt á, chứ các bạn gặp mình ở bên ngoài á, mình nói tiếng Việt của mình nói nhanh lắm và các bạn nghe không có không không kịp, không kịp nghe không rõ, là mình nói chậm lại các bạn nghe mới rõ. By next week she will have, thì by next week là một cái kế hoạch, mình thấy mấy cái by mà cái thời gian là mình biết là will have cái gì đó rồi đó. Will tức có nghĩa là mình chỉ sẽ làm thôi, nhưng mà mình không có cái kế hoạch là mình sẽ làm nó như thế nào, cái mục tiêu của mình là đạt được cái gì hết. Còn cái will have past participle này á, là nó thể hiện cái kế hoạch của mình, cái quyết tâm là mình sẽ làm được cái điều gì đó ha. Will have, các bạn nhớ will have past participle, cái này dùng rất hay và rất phổ biến á. Nên mình đọc cái thì nào mình cũng thấy nó hay và phổ biến hết trơn á. Nên các bạn nên học. Còn ở bên ngoài khi mình nói chuyện là mình du di lẫn nhau ha. By next week she will have been in Vietnam for 1 month. For 1 month này á, là các bạn thấy là nó giống cái thì present perfect không? Present perfect á, là for làm được cái việc gì đó trong một khoảng thời gian rồi đúng không? Nhưng mà cái present perfect á, nó chỉ nói đến là tại đến thời điểm hiện tại mình sẽ làm đã làm được việc đó bao lâu. Còn cái for 1 month của cái future perfect á, là mình lấy cái mốc là đến cái thời điểm nào đó mình mới đạt được cái quãng thời gian này. Nó dễ mất kết nối quá ha. Đến một cái thời điểm nào đó trong tương lai, by next week thì mình mới có được cái thành quả là for 1 month này. Còn đối với cái present perfect á, for 3 years này á, là nó lại là tính đến thời điểm hiện tại là mình đã rồi. Còn cái future perfect là phải đến một cái mốc thời gian khác trong tương lai, by next week thì mình mới for 1 month. Hiểu ý ha?
By the time my mom gets home. Đây, by the time my mom gets home, nó là một cái signal hay nè mọi người. By the time my mom gets home, nó là một cái signal khẳng định một cái mốc thời gian trong tương lai. Thì my mom gets home, mọi người chia ở thì hiện tại đơn ha. By the time my mom gets home, mình hiểu cái gốc của nó là như vậy á. Khi mình làm bài tập là mình làm dễ ẹt luôn á mọi người. By the time my mom gets home, còn mình nghĩ về cái lý thuyết á là mình sẽ không có hiểu bài. By the time my mom gets home, I will. Vậy là bây giờ mẹ đã get home chưa? Chưa, mẹ đã chưa get home nên mới nói là by the time my mom gets home. Mẹ chưa có get home đâu. Mà mình dự định là lúc mẹ về nhà là mình sẽ finish cái housework rồi thì mình sử dụng cái future perfect. By the time my mom gets home, I will have finished the housework. Thì trong cuộc sống người ta sẽ nói là by the time my mom gets home, I will have finished the housework. Nên người ta nói chuyện mình nghe không rõ là phải rồi, đúng không? Người ta nói lười biếng lắm, người ta không có nói rõ giống như mình đang đọc. Nên các bạn cứ đọc thật rõ, các bạn tập nói thật rõ thì các bạn sẽ nói nhanh được. Nên đừng có tập nói nhanh để làm gì, mà các bạn tập nói chậm, nói rõ thì các bạn sẽ nói nhanh được. Nói nhiều lần á thì các bạn sẽ nói nhanh được. By the end of this year, by the end of this year, cuối năm này là mình biết là sẽ will have rồi đó, will have past participle đó, will have. Đến đây là các bạn đã nhớ cái form của nó chưa? Nhớ form rồi ha. Nhớ form của present perfect, nhớ form của past perfect và nhớ form của future perfect. Bây giờ là đến lúc mà mình mix các cái thì với nhau để mình hiểu rõ hơn về nó nè. I started to write books in 2000. Mình bắt đầu việc gì đó ở một cái mốc quá khứ thì mình chia ở quá khứ đơn ha. Nói về cái chuyện gì đó ở trong quá khứ mà mình bắt đầu trong quá khứ thì mình nói I started to write books in 2000, nó là một câu chuyện trong quá khứ thôi. Rồi, by vào năm 2005, nếu như mình nói câu này mình nói đầy đủ hơn á thì mình sẽ nói là now, đợi mình chút nha. It, mình sẽ nói là mình sẽ mở ngoặc thêm cái chuyện đó là it 2020 now. Thì cái câu này mình chia nó sẽ đúng hơn, tại vì cái tài liệu thì nó sẽ theo thời gian thì nó sẽ thay đổi cái năm á mọi người. Thì by 2005 là một thời điểm trước cái thời điểm hiện tại mà mình ghi nhận là mình làm được cái gì, nên mình mới sử dụng present perfect, mọi người hiểu không? Cũng là by, nhưng một thời điểm trong quá khứ mình ghi nhận cái thành quả mình đã làm được cái gì thì mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành. I have written ha. Rồi tiếp nè. It's 2010 now. Nên là it's 2010 now. Có cái chỗ này để mình khẳng định cái chỗ này mình mới biết chưa thì by 2010 I have. Bây giờ là năm 2010 mà mình muốn nêu lên cái thành tích của mình đến cái thời điểm hiện tại thì mình sẽ dùng cái have past participle ha. Như vậy thì cái câu mà is 2010 now á, nó giống như mình làm cho mấy bạn ở câu trước á, thực ra là nó là một cái rõ ràng hơn để theo thời gian cái cuốn sách này nó thay đổi á mọi người, thay đổi về thời gian á là mọi người hình dung cái thì nó tốt hơn. Nên cái sách này mình đánh giá là nó viết tốt là như vậy, và mình chọn ra để làm cái tài liệu để mình hướng dẫn cho các bạn là vậy. Chứ mình học là mình sẽ học cái tài liệu ở trên đại học nhiều hơn là tài liệu ở nước ngoài. Nhưng mà có một vài cái thông tin cái sách này nó chưa có thì mình sẽ bổ trợ nó thêm. Nhưng mình luôn luôn là mình design cái tài liệu, chứ mình không có sử dụng một cái sách nào để mình học cố định hết. Mình sẽ design theo cái ý của mình. À, đến năm
bay mà 2015 á, là nó đã hơn cái khoảng thời gian hiện tại rồi, thì mình sẽ sử dụng gì? Cái thành quả của mình, cái kế hoạch của mình trong tương lai thì mình sẽ dùng will have past participle ha. Will have past participle. Mấy bạn học grammar mà mấy bạn muốn sử dụng á, thì các bạn học sẽ rất là hay. Còn các bạn học mà để làm bài tập, để mà kiểm tra cái gì á, là bạn không hiểu bài đâu, tại vì các bạn không có nhiều thời gian để học. Câu tiếp theo, he began to draw when he was 5. Nói khi mà anh ấy 5 tuổi, tức có nghĩa là simple past mình dùng bình thường. Simple past mình dùng bình thường, các bạn nghĩ simple past nó đơn giản thôi. Các bạn nghĩ simple past nó đơn giản thôi, là trường hợp bình thường thì mình dùng simple past thôi, nói về cái chuyện đã qua rồi mình dùng simple past. Rồi by the age of 50, nếu mà nói là by the age of 50 á, by the age of 15 á, là một cái thời điểm ở trong cái quá khứ mà anh ấy đã had banked nearly 15 pence. Thì sử dụng cái has banked này, mình tô vàng nó lên, và cái painted này mình tô xanh nó lên. Trong cái sách này á, nhiều cái nó cũng viết sai, nếu như mà mình học theo nó đó, là mình có cái kiến thức nền đó, thì mình sẽ phân biệt được là nó sai hay nó đúng. Mình phải check với lại cái sách của bên nước ngoài á, tại vì cái sách ở bên nước ngoài á, khi nó ra một cái sách á, là người có cái đội kiểm duyệt rất là kỹ, nhưng mà sách của Việt Nam á, nó kiểm duyệt không tốt, thì mình thấy cái sự không có mix giữa hai cái chỗ này. Bài 2005 nè, và cái chỗ này mình sẽ check lại đối với cái sách nước ngoài, cái chỗ này mình sẽ lưu ý ha, và mình sẽ trả lời sau. Now he is 13. Bây giờ nói là now he is 13 nè, là một cái mốc để mình chia thì đó mọi người, một cái yếu tố để mình chia thì, tại vì nó không phải là cái trường hợp đang nói chuyện ở bên ngoài, nên nó phải viết như vậy để cho mình chia thì. Now he is 13 nè. Up to now là mình biết là hiện tại hoàn thành rồi đó. Has và painted. Rồi over 70 pence nó thể hiện cái thành tích ha. Rồi by the end of next year. Rồi he will have là màu vàng và painted là màu xanh. Các bạn đợi mình chút, mình check lại là mình lỗi đánh máy hay là cái lỗi của sách sai, để mình trả lời luôn cái chỗ này. Cái này là exercise, mình nghĩ là lesson 7. Đợi mình chút xíu nha, mình coi thử cái sách nó viết đúng hay viết sai cái chỗ này. Miss miss thì đúng không? Câu liên quan là by the age of 50. By the age of 50 mình thấy là has been paint đúng rồi. Nhưng mà I started. Oh, đúng rồi, là do lỗi mình đánh máy. Chỗ này là dùng had. Do mình đánh máy, chỗ này dùng had. Một cái thành tích mà ở trong một cái mốc của quá khứ thì mình sẽ dùng là quá khứ hoàn thành. Ok, tới đây là nó mix với nhau rồi nè. Dạ, ok, mình sẽ xuống cái bài tập. Chỗ này mình nhắc lại ha, là một thời điểm trong quá khứ mà mình đã làm được cái việc gì đó thì mình sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Nhìn ví dụ này là mọi thứ là nó rõ ràng rồi mọi người, mình xuống bài tập tiếp ha.
Nên mình nói là cái việc mà các bạn đọc đi đọc lại những cái ví dụ và những cái bài tập nó rất, nó bổ trợ rất nhiều cho mình để mình nhớ về cái khoa mà, nên là học grammar mà lúc nãy mình nói ở trên này nè là các bạn nghe chơi thôi, còn các bạn đi thực tế thì nó sẽ dễ hơn. Rồi ok, bây giờ các dùng mình nghĩ là các bạn đã hiểu hết rồi đó. Bây giờ mình chỉ đọc cái ví dụ để cho các bạn tiếp tục luyện tập và suy ngẫm và cố gắng đọc tốt giống như mình để cho các bạn sử dụng nó tốt ha. Chắc là mình sẽ đọc exercise one thôi, quá mình thấy exercise nó nhiều quá mình lười đọc luôn á mọi người. Rồi câu đầu tiên, I have slept already, nhớ slept better cho mình nhé. I have slept already, I haven't slept. Cái bài tập thứ nhất này là cái bài tập mà nó luyện mình sử dụng cái form của các thì trong câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Đối với câu nghi vấn thường thường á là mình chỉ dùng yes no question thôi, còn các bạn muốn dùng WH question đó, là các bạn thêm cái WH word đằng trước là mình sẽ thành lập được cái câu hỏi ha. Rồi. Trong những cái câu mà nó đang luyện cho mình sử dụng form á thì mình cái luyện sử dụng form này nè mọi người, positive, negative và question á, thì các bạn chỉ tập trung vào cái nghĩa của cái câu khẳng định thôi, còn cái câu phủ định á là thực ra họ đang luyện mình thôi, chứ mình đừng có dịch nghĩa nó ra, dịch nghĩa nó ra nhiều câu nó nghĩa của nó kỳ lắm ha. I have slept already. I haven't slept yet. Nhớ này nhá, khi mà bạn nói haven, bạn chưa từng, bạn chưa làm cái gì đó thì cuối câu bạn thêm chữ z vào ha. I haven't slept yet. Mình học như vậy để mình dùng chứ không phải học để mà làm bài tập ha. Rồi muốn hỏi người ta đã làm gì chưa thì mình hỏi have chủ ngữ slept yet. Đó là cái câu ví dụ mình hỏi là have you slept yet? Bạn ngủ chưa? Bạn bạn đã ngủ xong chưa? Chưa chưa nói là hỏi tự nhiên mình hỏi have I thì cũng kỳ ha. Have you slept yet? Bạn ngủ chưa? Thì bạn nhớ là câu hỏi các bạn thêm chữ yet đằng sau vô. Nó là đặc trưng của cái thì hiện tại hoàn thành, nên trong câu các bạn đi làm bài tập các bạn thấy chữ yes các bạn hay chia ở hiện tại hoàn thành là như vậy. Number 2, you have watched that movie already. Bạn đã coi phim đó rồi á, bạn đã coi phim đó rồi á, mình nói chuyện bình thường mình muốn nói câu bạn coi phim đó rồi á. You have watched that movie already. You haven't watched that movie yet. Have you watched that movie yet? Cái này chắc mình cho mấy bạn tự luyện tập quá, mình lười đọc quá. She has bought some food for dinner already, nhưng mà sợ là các bạn không có cái giọng đọc chuẩn để các bạn bắt chước á, nên mình cố gắng đọc vậy. She hasn't bought any food for dinner yet. Has she bought any food for dinner yet? Edith has been to Vietnam 3 times. Edith hasn't been to Vietnam 3 times. Has Edith been to Vietnam 3 times? Mình đọc là mình không có theo, mình không có add cái ngữ điệu vào mà mình cố gắng đọc rõ từ để cho các bạn nghe. Nhưng mà khi bạn tự luyện tập thì các bạn phải đọc lại cái câu đó cho nó bình thường một chút xíu nha. Ví dụ như mình nói là Edith has been to Vietnam 3 times. Đó là câu nói bình thường á mọi người. Ví dụ như Edith has been to Vietnam 3 times hay là Edith hasn't been to Vietnam 3 times. Đó là câu bình thường á. Nhưng mà mình không có thời gian để mình đọc cái câu bình thường, thì sau khi các bạn đọc là has Edith been to Vietnam 3 times thì các bạn luyện lại cái câu bình thường thêm cho mình nha. Ví dụ they have married. Mình đọc chậm cho các bạn đọc, nhưng mà khi các bạn nói thì các bạn nói là they have married, chứ đừng có nói chậm như mình á. They haven't married yet. Haven't, xin lỗi, have they married yet? My teacher had prepared the lesson before she had class. Đó là mình đọc không có một xíu tình cảm nào hết trơn á, mình đọc như là đọc câu thôi. Bạn đọc xong như vậy thì các bạn sẽ đọc là My teacher had prepared
lesson before she had class. Luyện lại như vậy. My teacher hadn't prepared the lesson before she had class. Had your teacher prepared the lesson before she had class? Mình đọc dày mình cũng mệt lắm. Nhưng mà phải đọc chậm cho các bạn bắt chước. I had written the essay before 9 a.m. yesterday. I hadn't written the essay before 9 a.m. yesterday. Had you written the essay before 9 a.m. yesterday? We had come home by the time the street lights were run. We had come home by the time the street lights were run. Nói như vậy. We hadn't come home by the time the street lights were run. Had you come home by the time the street lights were run? Pete had cleaned the house by last night. Pete hadn't cleaned the house by last night. Had Pete cleaned the house by last night? Xin lỗi, last night. Mình mệt lắm rồi. Someone had stolen my car before I came home last week. Oh, chữ last week này viết sai. Sai. Thiếu cái khoảng trống nên là nó translate không đúng. Last week mình lấy ở dưới đây mình copy lên. Someone hadn't stolen my car before I came home last week. Câu này tại sao mình nói là các bạn dịch cái câu đầu thôi. Someone had stolen my car before I came home last week. Chứ các bạn dịch là không có ai đó ăn cắp cái xe của mình trước lúc mình về hết. Thì cái câu đó cái nghĩa nó hơi kỳ kỳ ha. Someone has stolen my car before I come home last week. Đó, mình nói chuyện bình thường thì mình nói như vậy. Mình nói someone has stolen my car before I come home last week. Đó, còn mình đọc thì mình đọc là someone has stolen my car before I come home last week. Để cho các bạn nghe cái âm cho nó kỹ. Rồi, had someone stolen my car before I come home last week? Future perfect. Mark will have learned English for 5 years by 2020. Mark won't have learned English for 5 years by 2020. Will Mark have learned English for 5 years by 2020? Các bạn đang có cái accent của tiếng Việt á, các bạn học sang tiếng Anh như mình á là mệt cái miệng các bạn lắm á, còn mình nói tiếng Anh bằng cái accent này mình thoải mái cái miệng lắm, mình nói tiếng Anh nó thoải mái lắm. The plane will have taken off by the time he gets to the airport tomorrow. The plane won't have taken off by the time he gets to the airport tomorrow. Will the plane have taken off? Xin lỗi, mình tập trung đọc quá nên mình không ghép từ với nhau. Mình nên nói là taken off. Will the plane have taken off by the time he gets to the airport tomorrow? By the end of this month, I will finish my thesis. By the end of this month, I won't have finished my thesis. By the end of this month, will you have finished a term, huh? Will you have finished your thesis? The lesson will have started for 15 minutes by the time we arrive. The lesson won't have started for 15 minutes
by the time we arrive. Will the lesson have started for 15 minutes by the time we arrive? By the end of this month, they will have been in Hanoi for 1 month. By the end of this month, they won't have been in Hanoi for... Thằng nói được rồi, Hanoi, thấy mắc cười hả? Hanoi for 1 month. By the end of this month, will they have been Hanoi for 1 month? Những cái exercise phía sau đó, nó rất là bổ ích luôn á. Mình muốn đọc hết cho các bạn và mình muốn giải thích hết cho các bạn luôn á. Nhưng mà mình mệt quá rồi. Nên là như nào mình cho các bạn coi thôi ha. Các bạn bấm pause lại, các bạn coi thôi. Rồi, đây, bấm pause lại coi. Rồi đến cái lúc mà translate này nó rất là hay nha. Nhưng mà mình không có thời gian. Okay, thank you, goodbye.